Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chuyện là sáng nay thế là mình cũng đâu biết đâu, thế là tự nhiên đi đến công ty một cái, vừa mới bước mở cửa ra một cái thì yên thấy một đống hộp ở trong phòng, rồi xong thấy ba Tú đang ngồi lắp lắp ráp tùm lum hết trơn, xong mình bảo ủa cái gì đây, tự nhiên hôm nay lại có cái gì đây mới mới. Xong rồi nhìn lên cái bàn của mình thì hai cái màn hình cũ của mình đã mất tiêu, thay vào đó là hai cái màn hình mới cực kỳ xịn sò luôn, màn hình Samsung 32 inch. Trời ơi, màn hình cong cong hơn cả cái giường cong của tôi luôn mấy ông ạ. Thế là hỏi lý do Hôm thì nay lại về Hồng cá tính hả chị? hôm nay lại về hồng cá tính hả? Đâu có đâu, hồng lúc nào chả hồng. Nói chung là mình cũng hơi 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 bất ngờ. Hỏi lý do tại sao lại đổi máy cho em vậy? Trước giờ em dùng Cảm nghĩ máy của em NTN khi chơi cùng các game thủ tay to. lát nữa nên cảm nghĩ sau nha. Giờ đang phải giới thiệu, đang phải PR cái này đã. Đang phải giới thiệu cái hai màn hình hôm nay ba Tú lắp cho đã. Đó thì bảo là trước giờ Thế em chơi biết màn hôm nay hình con bé nó cười tươi rồi mà. em bảo là bình thường em dùng màn hình dởm quen rồi, sao anh lại xây màn hình xịn cho em làm cái gì vậy? Thì ba Chị Tú nợ kêu bọn là em 4 bộ bikini nữa. dạo này chơi bro quá, thấy chơi game lên tay quá, bro tay to quá, cho nên là anh thấy là em cần được Ủa nâng hôm cao nay cái có bộ thuê máy người này, không Mina? nâng cao cái bộ máy này để kiểu bắn bro hơn, hiểu không? Luyện tay to ấy, kiểu đấy, nên là được tặng hai cái màn hình siêu to khổng Thử lồ. rửa màn mới cô ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Và tôi nghĩ là đối với cái màn hình này thì mấy thằng địch chết trong tay tôi là cái chắc rồi. Vừa vào cái là nhìn theo soi ra ngay luôn, cái màn hình to đùng như này sao không thấy được, đúng không? Màn hình càng to chơi game càng dễ đó. Ví dụ bình thường màn hình bé bé nhìn lòi mắt ra không thấy địch ở đâu, không thấy địch ở đâu đó, nhưng mà cái màn hình này vừa vào cái là thằng nào là lộ diện ngay, chị đây là bắn hết đó. Hôm qua họ cảm nghĩ của Na hôm qua khi mà chơi cùng với lại là các tay to họ thì không có gì hết trơn, dù là tay to hay tay nhỏ nhưng mà chỉ cần chơi với các anh là vui rồi, Hello đúng không? Thì chị nhà hôm nay trông tươi hẳn nhờ họ, cảm ơn Thái Tuấn. Ô, ngày nào trả tươi, tại vì hôm nay được tặng quà mới thôi, nay được được mua màn hình mới cho nên là vui thôi, chứ chả có lý do gì hết. ối rồi hôm qua bắn với MVP xong hôm nay tươi thế nhỉ? Chả hiểu sao nên lên cục mụn to này, không biết sao tự lên ngay mép chứ, không hiểu sao sáng lại lên ngay mép cái cục mụn đây này, chả biết Thì chị nhá, hôm nay trông tươi hẳn nhờ. em ơi, chả biết sao tự nhiên sáng nay lên cục mụn này, không lên cục mụn còn lên lên ngay mép luôn nữa, chả hiểu vì sao ấy. Hình như bây giờ kiểu như bây giờ mới mới dậy thì sao á. Hôm qua vào công ty bật stream nhí lên nghe giọng ai đó tưởng vào lộn stream Hôm hả? qua vào CTI bật stream nhi dầm lên nghe giọng ai đó tưởng vào lộn stream. Chả biết hôm qua tự nhiên sao lại em lạc trôi vào đấy nữa. Hôm qua là em chơi vào cái server gọi là em không biết, là tự nhiên em tìm trận xong tự nhiên lạc vào Mụ chơi tương cùng tư chứ. đó, mụ mũ. Kiểu tự nhiên lạc vào chơi cùng mấy trận luôn, không biết bị sao nữa. Kiểu sao duyên số à? Duyên số hay sao? Tự nhiên kiểu mình cũng buồn buồn, buổi tối mình đâu hay chơi game đâu, hôm qua là mình rảnh mình chơi game, thế là mình rảnh mình chơi game tự nhiên mình bấm vào bắp PUBG, thế là tự nhiên Yêu đời thế. gặp bạn ý trong game. Thế là chơi cùng luôn. Hôm nay vui nha cô gái. Không có vui, bình thường, vui bình thường mà. Em mọi người cứ làm quá luôn ý, em chả có vui cái gì cả mà cứ làm quá thôi. Ngày nào em chả vui, ngày nào lên gặp mọi người là em vui rồi. Tối qua vui quá ngủ không được nên mọc mụn. Cảm ơn Phạm Đình Tú nha. Oh my god, ui nặng quá. Wow.
Yeah, mọi người, lát nữa mình sẽ quay. Thật ra mình muốn unbox trên này luôn, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ quay quay lại một video đã rồi mình sẽ unbox sau. Oh my god. Unbox luôn khỏi quay. Unbox luôn khỏi quay hả? Yeah. Tại vì á, đợt trước cái bàn phím của Nam bị hỏng, thế là Nam phải mượn cái bàn phím của editor, mà cái bàn phím này chơi game nó không có hay, thế là anh Huy đã tặng cho Nam một bàn phím này rất là đẹp. Oh my god. Nặng quá, nặng quá. Cái này là bàn phím hoa anh đào. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, nặng quá. Sakura. Mình sẽ quay cái này. Đây. Từ từ mình xem cái mặt nó ở đâu đã. Bên này. À. Anh Nguyên tặng mọi người à. Mình sẽ phải quay lại đã. Mở được cái này nặng quá. Thế nhưng mình mở bị ngược rồi sao ấy. No. Yeah. Thôi rồi, không phải quay được nữa, mình sẽ tự mở cái này. Không, cái này không phải PR đâu nha. Cái này là được tặng mà. Oh my god. Ủa sao cái bàn phím này nó nặng vậy ta? Tại vì cái bàn mấy bàn phím kia là đập mấy cái là nó bị hỏng luôn ý. Thế cái bàn phím ấy chắc là đập mãi không hề hỏng đâu. Wow. Wow. Đẹp quá. Đẹp cũng chịu nổi luôn. Trời ơi. Ca ơi. Trời ơi, sợ nó xịn thật sự. Làm sao để vào Discord Mina ở trong vậy hả? Em thấy cái kênh bị khóa. Đâu có, nó gửi cho em mà đúng mà. Làm sao để vào kênh Discord Mina đang ở trong vậy? Em thấy cái kênh bị khóa. Rất là đẹp luôn. Bàn phím Sakura, đúng rồi, bàn phím này, có bàn phím này mình sẽ Bro Layer mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, custom rất là đẹp luôn nha. Custom hoa các thứ luôn nè. Ôi ôi, đẹp quá, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Mình muốn thay mình chơi luôn có được không ta? Ủa cái này là cái gì ạ? Cái này là cái để vệ sinh à hay là gì ạ? À cái này là để thay thay phím ra ấy. Đẹp quá. Đẹp không chịu nổi luôn. Ní. Tháo bàn phím em. Sao ạ? Đó để tháo bàn phím á. Ờ. Em muốn test cái phím này quá mà bây giờ em không biết lắp bàn phím như nào cả. Thì gắm dây vô xài thôi. Để em nhờ ba Tú biết được. Đẹp quá mọi người ơi, không chịu nổi luôn. Ủa cái này là của hãng nào vậy ta? Cái này của hãng nào vậy? Akudo à? Hay là cái gì đây? Ako à? Nào đâu biết cái này đâu. Ako à?
Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chịu đổi luôn. Thôi để mình mấy bàn phím này mỗi lần cục xúc thì đập sướng tay lắm chị nhờ hả? Chứ đúng rồi em ơi, thật sự là bình thường mình dùng phím thì rất là phá luôn. Cho nên là cái bàn phím này nặng lắm luôn ý. Ôi thế nào phải tự cắm xem như nào nhá. Alo anh Moment à? Anh nhớ cuộc hẹn lần trước. Anh đã sẵn sàng chưa? Sắp tới có một cuộc đấu rất là căng thẳng. Một cuộc đấu mà anh em mình sẽ phải chia đội ra. Và anh sẽ là một người đội trưởng. Cùng với bên kia Chip sẽ là đội trưởng thứ hai. Và hai đội sẽ đấu với nhau dưới sự dẫn dắt của bọn anh. Chúc Na livestream vui vẻ nha. Hẹn gặp Na trong buổi livestream sau. Cảm ơn anh Dương đã ủng hộ em nha. Cảm ơn anh. Đâu, thế mà mọi người bảo là đứng cạnh mà, đứng cách anh Bô mà. Chị này đứng giữa mà. Đứng ngoài cùng mà, đâu có đứng cạnh đâu. Chứ mà mọi người kêu là đứng cạnh mà. Cao nhở. Ôi, Nhi dầm cao thế. Chúng ta sẽ bước vào phần thực hành ngay bây giờ. Bãi vật cản, 40 thể lực, gồm người vật cản. Rõ ràng là để có thể tham dự những phần thi bắn súng như này cần phải chuẩn bị một cái thể lực có thể nói là khá tốt. Một men có phải có kinh nghiệm trèo vào nhà người yêu nhỉ? Đợi đồng đội anh Bob ơi. Không, đợi đâu. Đừng đứng đâu, đừng đứng đây hả? Anh Bob đúng kiểu là anh ơi qua nhà em chơi, ba má em đi rồi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Ta da 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 da, biết thừa luôn, nhìn kiểu trời ơi, chèo nhanh, hì hục, chèo nhanh. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Mình đỡ anh Toàn ơi. Eo ơi, phải cõng như này xuống à. Không, anh nhìn anh Quang mà. Bỏ cuộc thì sẽ không đâu. Một là bò, hai là nằm, thậm chí là em có thể lăn. Nhưng em vẫn phải về đích. Chơi game nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ mình trải nghiệm trong cuộc sống thật ngoài đời. Nó khác rất là nhiều, từ kiến đạn, từ cái cách bóp cò cho đến cách ngắm, nó hoàn toàn so với game. Ngắm. Ui. Sao vậy, khóc hả? Sợ à? Có bắn được không? Bắn đi chứ còn gì nữa, nhìn nó bắn. Không phải anh nghiêm túc vào nào. Sao sợ khóc vậy? Nhìn nó bắn. Ngắm đi. Ủa sao sợ vậy? Khi bắt đầu học tập thì mình cảm thấy rất là sợ súng. Tức là không muốn nghe tiếng súng, nhưng mà sau những buổi luyện tập cùng với thầy thì... Chị ơi nhường em đi cho. Trời ơi, bắn súng giỏi lắm. Mấy hôm nay em bắn rồi là em bắn. Em phải tập bắn súng để em đi như này đấy. Chị không đi, nhường em cho. Nhường em. Thì mình cảm thấy là không sợ và mình còn thích bắn nữa. Đấy, em biết ngay mà, kiểu gì chả nghiện. Trời ơi, đã không dùng, đã không chơi thì thôi. Đã dùng, đã chơi là sẽ nghiện. Chắc chắn luôn. Đã dùng, đã chơi là nó sẽ nghiện đâu. Biết ngay là kiểu gì cũng nghiện bắn súng. Em cũng thế. Ui, bắn trúng mấy cái.
lửa ấy luôn á. Cái này mà bắn đồng đội là tôi luôn đầy cô. Con thứ hai từ bên trái vào, màu đen góc 9 giờ. Chết tươi con kiều rồi. Ôi. Ui xinh quá, chị ơi xinh quá. Chị này tên gì vậy? Nhìn mặt hơi hơi giống mình. Hơi hơi có nét. Xinh à? Robot sợ quá đứng im à. Em mà đi cái này em chỉ làm y tá thôi. Nói thật là em xin cái chân làm y tá thôi. Chứ em không có ra chiến trường đâu, em thích làm hậu cần thôi, hậu phương thôi. Hậu phương vững chắc thôi. Găng tay của đùa đấy, đùa đấy. Eo ơi chơi đây khổ. Eo ơi thì cái này là phải dùng đạn thật kìa mọi người ơi, mìn thật luôn kìa. Hello ca, ca ơi, trời ơi. Eo đi cái này là dùng đạn thật, mình thật luôn ấy, chắc quay khổ lắm nhờ, thảo nào về mệt. Trời ơi. Na không sinh bằng hả? Na ca sinh bằng ha ha. Thì kệ thôi, chả quan tâm. Ồ, người ta không sinh bằng nhưng mà các cậu vẫn xem người ta ấy thôi. Ồ. Ủa sao thì người ta vẫn có người thích thôi. Ồ, không sinh mà có người thích là được rồi. Hết rồi. Chả có gì xem. Cũng bình thường, thấy bắn bùm không, không thấy mặt luôn. Thôi, off stream đây. Off stream. Không like nữa, không xem nữa. Off stream luôn. Thôi đừng buồn chị ơi. Ai buồn? Ai buồn đâu. Chả buồn tí nào luôn. Trong khi người ta nói đó. Thì mình không được cái này nhưng lại mình lại được cái kia. Đúng không? Mình không có cái này nhưng mà mình lại có cái khác. Nó bù lại.